Hello cô, sau đây ta sẽ chỉ cho mày cái cách chữa bệnh đốm môi toàn thân. Đầu tiên là mày bấm huyệt không, không, 16 và 61, 61 bấm hai bên này là 287. Cái huyệt chỗ này nó cũng trị hắt xì hơi nè, hắt xì hơi mày bấm này cũng hết. Sau đó mày sẽ hơ hai cái loa tai này, mày lấy nhang giải cứu á, mày chụm lại mày hơ, đốt lên rồi mày hơ loa tai bên trái trước khoảng 3 phút, xong đó mình sẽ hơ lại ta lo tai bên bên phải 3 phút, sau đó mình hơ cái bàn tay trái nắm lại, mình hơ chỗ này nè, đó mình hơ chỗ này, rồi xong mình nắm, mình hơ chỗ này khoảng 4-5 phút, xong mình nắm bàn tay lại, mình hơ cái phần bên này, cái phần phần mu bàn tay bên trái á, ừ, nó phản chiếu cái não. Ừ. Đó, mày chỉ cần làm những cái bước như vậy thôi là từ từ bệnh nó sẽ hết rất là nhanh, đảm bảo là hiệu quả luôn. Nhớ nha, không, không thì bấm hai bên, 16, 16 đi nè, bấm hai bên, mày dây một cách nhẹ nhẹ mà mày cảm thấy nó hơi đau đau là được. Xong 61, 61 hai bên, thường thường là bên trái trước là bên phải sau. Đó, sau đó mày hơ bên ta bên 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 trái, xong hơ lo ta bên phải, xong hơ cái mu bàn tay trái nắm lại, rồi hơ cái mu bàn tay trái, vậy là xong rồi, đơn giản vậy thôi. Chúc cô mau hết bệnh.